Dạ vâng, em xin chào anh Lý Văn Xuân ở Lào Cai. Thì cũng 3-4 hôm trước anh có nhắn tin hỏi em cây đổ trọng mà chị Đạn á như chị dời ăn rất là hay luôn. Em hứa em gửi mấy ngày nay nhưng mà do lu bu dưới nhiều việc quá thành ra em quên rồi. Thì hôm nay là em gửi cái cây này cho anh nha anh. Khi mà về ngoài Lào Cai ngoài đấy khí hậu khác so với trong Nam em, thành ra là khi về á anh chịu khó là để ở trong chậu như thế vậy, ở trong bóng râm cũng có bóng mát nhưng mà nắng nhẹ thôi, rồi đợi 1-2 ngày thích nghi khí hậu thời tiết thì anh đem ra nắng và trồng xuống đất chỗ nào mà nắng cho tốt nha anh. Rồi em gửi đến anh cái video này cho anh xem trước, cảm ơn anh rất là nhiều. Cây thì em không có bán nha anh chia sẻ cho nên em gửi đến anh để anh làm phước phận.